chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binh Gà Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc mới nhất của Lisa Seraphim, đó chính là ca khúc Anti-Fragile. Ok. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học nghe thôi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ mở chân ra như thế này và mình sẽ hấp người qua bên này. 1, 2, 3, 4, phần tay của mình sẽ kẹp sát cái người ha. Rồi sau đó mình hấp tay lên, dở phần chân qua như thế này và phần mặt của mình nhìn qua bên đây ha. Sau đó mình sẽ bước chân xuống, phương, kèm theo là mình sẽ shake cái phần ngực của mình ha mọi người. Ok, mình sẽ làm một động tác chung nè. Ok, một lần nữa nha. Hai đi, 1, 2, 3, 4 và ok, đoạn này thì mọi người hơi bất ổn cuộc sống một chút xíu nha, nhưng mà cố gắng là làm sâu cho nó đẹp hơn nha. Rồi, lần cuối cùng. Hai đi, 1, 2, 3, 4 và sau đó nhảy vào, hất hai phần tay lên hai lần và phần hông của mình sẽ đẩy lên như thế này. Ok, hai đi, khum em khum. Sau đó mình sẽ lùi lại chân bên trái và dở chân bên phải lên như thế này ha. Và mình sẽ xoay cái phần tay rút qua đây và phần eo của mình sẽ xoay về hướng bên trái. Bài này sẽ hơi khó một xíu nên là mọi người chịu khó tu đi tu lại video để học kỹ hơn nha. Ok, giờ sắp em và sau đó mình sẽ nhảy lên chân bên trái, đưa chân phải lên như thế này và đưa ra ngược lại với bên còn lại. Ok, phần tay của mình sẽ là quắc hai lần như thế này, 1 em 2 em. Phần người của mình á, mọi người sẽ chú ý đổi cái hướng người ha như thế này. Ok, đây là lại nha. 2 đi 2 3 2 3. Sau đó mọi người sẽ bước chân này xuống và đưa tay qua. Rồi đổi hông là phần tay của mình sẽ đổi theo. Bum bum bum. Ok, 2 đi. Tan tan tắt tụ. Tan tan tắt tụ. Sau đó mình sẽ nhảy lên, phần tay phải của mình sẽ cuộn vô như thế này. Nhớ là lúc nào cái cổ tay của mình cũng sẽ là gặp vô nha mọi người. Và phần tay còn lại mình sẽ chống nặng ở bên này. Khum chắc. Rồi phần eo của mình sẽ xoay về bên trong, tức là bên trái nha mọi người. Xoay and xoay. Ok, 2 đi. 1, 2. Xoay and xoay. Sau đó mình sẽ buông tay xuống như thế này và cuộn lên. 1, 2, 3, 4. Là mình sẽ quay thẳng ra. Khúc này sẽ hơi khó một chút và rất là nhanh, nên là mọi người sẽ cố gắng làm cái tay cho nó quen nè. Khum 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 chắc. Ok, khum 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 chắc. Bây giờ nhanh hơn nha. Khum 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 chắc. Rồi, ok. Bùm. Khum 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 chắc. Rồi mình đặt xuống một cái. Hấp lên thì khúc này mình sẽ ngã sóng người xuống. Đây. Ok, rồi phần tay của mình sẽ quắt như thế này. Khu, em. Và phần tay của mình sẽ tiếp tục làm như thế này nha. Và khu, khu, dạ. Ok, mặt của mình sẽ nhìn bên này. Và tiếp theo là khu, em, khu, em. Rồi mình làm lại động tác cũ nhưng với bên phải. Khu, khu, sắc bừng. Khu, khu, sắc bừng. Ok, sau đó mình sẽ hấp lên. Khu, một lần hất lên, ba lần hất xuống nha. Rồi mình sẽ đánh hông qua bên trái. Trái phải, trái phải. Ok, trái phải, trái phải. Phần tay của mình sẽ là quẹ, quẹ, quẹ. Tức là bên này chỉ có một lần thôi, nó kéo dài. Bên đây sẽ là hai lần nhanh. Ok, hơi liệu một chút nha mọi người. Hai, đi, na 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 na. Rồi sau đó mình đặt tay phải, bum 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 bum, nghiêng phần người qua như thế này, cha 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 cha. Rồi tiếp tục dẻ xuống như thế này và phần hông của mình lại đánh qua bên trái. 1, 2, bật. Hai tay của mình sẽ để như thế này và bật lên.
Ok, mình đến lại một lần nữa nha. Na 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 na, thắt thủ thắt thủ. 1 2 3 4. Na 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 à. Rồi câu cuối cùng là mình sẽ đặt qua 1 2. Ok, phần tay phần ngực của mình sẽ mở ra 1 2. Rồi lắc 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 tiếp tục giống như ba cái kia, và sau đó mình sẽ đổi cái phần tay của mình ra ngoài như thế này, đặt tay lên giống như con mèo đang nuốt tóc gì đó. Ok, hai đi. Khung em, khung em. Hai câu cuối cùng là 1 vô ra 2 vô ra. Ok, câu này nó sẽ liệu hơn cho mọi người nghe. Câu đầu tiên là mình sẽ dạy ra vô, nhưng mà câu này sẽ là bừng vô ra, bừng vô ra. Phần chân của mình sẽ đi tự do nha mọi người. Ok, và thế là đã xong. Rồi thì nếu mà mọi người không, tại vì cái bài này nó hơi khó cho nên mọi người phải chịu khó tua video lại xem nhiều lần ha. Và mình sẽ tập chậm từ từ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ghép thử cái tốc độ chậm và chúng ta sẽ bắt đầu vô nhảy nha. 5 7 7 6. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Pin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.